anh cái này gỡ ra phần này đó, biết là cho cái chiếc xe này nằm ở vào trong đây. Rồi anh xoay xoay như này, nó có chiều của nó, nó có chiều tí này, này nó sẽ nằm như này. Cái nhựa trắng nó nằm ở trên thế này, cái miếng cá trắng nằm ở trên này, ấn nó vào nó được. Đây, đặt nó vào này. Đặt vào xong mình xoay nó này, cho nó ra cái thứ đúng của mình. Nó có chiều của nó nhỉ, anh nó nặng tay thì cái đầu nhỏ, cái đầu nhỏ cắn vào từ cái đầu nhỏ vào này, nó không vừa thì phải xoay lại cái đầu cái chiều bên trong đó, để sát này là được, sát là xong xoay ngược lại này. Đó. Đây này, không gắn cái này vào. Quan sát những cái này, quan sát xoay xoay tròn nó không bị bung ra là được. Đó, cái đầu trắng nó nằm ở trên cái cạnh trên. Tròn to này, đó, vậy là được. Rồi cái miếng này, à, nó có cái đầu này vào này, nó trong ngay chỗ cạnh này, nổ này, cái này cá vào, cái này có cái cá này là ấn vào cái này nó vào. Đó. Còn cái miếng này nó có hai cái đầu cá đây, nó sẽ vào cái vị trí này, ngụy ý trong đó. Ở phía trong này nó có cái này, nó có cái đầu này, nó sẽ vào cái lỗ đây, cái lỗ này mình gắn là gắn cái đầu vào trước, đặt ngay này vào trước này, ngay trước. Rồi. Ấn mạnh nó luôn. Kích vô nó mạnh. Nó mạnh rồi. Rồi, mạnh là xong.